Kẹt các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Clip 110 dọn phong cách phu hầu chưa bao giờ đổi thời. Cái chiếc clip 110 là một trong những chiếc xe tay ga nhỏ được dân chơi xe đầu tiên Việt Nam ưa chuộng. Không chỉ nó đình đám như là Mio hay là thời thượng như là Vision, nhưng phiên bản clip 110 vẫn luôn cuốn người mê bằng cấu hình góc cạnh có 102. Và chúng tôi không dài dòng nữa, bây giờ chúng tôi giới thiệu ngay các bạn cái chiếc clip 110 độ cực kỳ chất bên dưới đây. Sẽ được trang bị cho mình cái cụm thắng Rainbow Asset đem lại lực thắng ổn định hơn cho xe. Bên cạnh cái cụm thắng bên kia được quản lý bởi cái cụm gold Race Boy, có cái đường bo sắc sảo đem lại cái cảm giác bất thắng im dịu hơn. Đầu đèn trước đã được dán cái cam màu khói để trông là huyền bí hơn. Những chi tiết như bờ cổ đã được chế lại, gắn được cái đồng hồ Puma của cái X-Factor, cái bản đời từ năm 2005 đến 2010. Cái chiếc đồng hồ này không những có cả báo tua mà còn báo những thông số khác như một cái màn hình LCD nhỏ cũng cực kỳ đẹp mắt. Và ở đây ta còn thấy lấp ló cái hình dáng của cụm gạt Domino. Cái cụm gạt này sẽ tối ưu cái nước đề bạc của con xe. Người chủ đã nâng cấp từ ổ khóa cơ thành chìa khóa smart key nhằm đưa chiếc xe của mình ra khỏi cái tầm mắt của những bọn đột kích. Ngoài ra còn có cây chìa lực Quad S, còn được trang bị thêm những tính năng ổn định cho xe, giúp cổ xe bớt xà lắc hơn đi tốc độ cao. Cái bộ đôi heo Rainbow đĩa ra vờ được giao phó nhiệm vụ gia tăng hiệu suất thắng của con xe này. Cái sự hiện diện của cặp đôi này không những tăng hiệu năng mà còn làm dàn chân đẳng cấp hơn. Điển hình cái dàn chân trước là những ốc titan sặc sỡ trông cực kỳ cuốn hút. Điểm nhấn chính trên cái bộ kiện áo xám xi măng chắc hẳn là cây cuộc Quad S đỏ rực. Cái cây cuộc này không những giúp cho người chủ có cảm giác nhún êm ái hơn mà còn cung cấp cái sự nhún chỉnh phù hợp hơn với nhu cầu khác của từng cung địa hình. Và đây là tổng thể các chiếc clip 110 dọn theo phong cách phù hồ. Barrow 110 nâng cấp mê hoặc người xem với những trang bị thượng thừa. Các chiếc Barrow 110 đang là mẫu xe tay ga phổ thông được rất nhiều bạn trẻ yêu thích hiện nay, bởi em ấy có một cách thiết kế thể thao cùng với khả năng vận hành vô cùng mượt mà và êm ái. Tuy nhiên những anh em chơi xe thì không thích cái đẹp nguyên bản nên đã chế cháo em ấy thành những món đồ đẳng cấp, và chiếc xe dưới đây là một dẫn chứng rất cụ thể. Vẫn là cái sự hiện diện của một cốt combo quen thuộc là ta thắng Rainbow Asset kết hợp cùng chiếc phần tay con giúp em. Đây là hai dòng sản phẩm rất được yêu thích của những anh em chơi xe thường kết hợp chung với nhau, không chỉ được ưa chuộng trên các dòng xe con tài mà hiện nay các dân chơi tay ga, nhất là những dòng Quado cũng rất hay sử dụng. Với cái phần dàn chân trước thì bản độ này là sự kết hợp giữa cho dòng Cover có những cái ngắt dài phù hợp cho từng dòng xe khác nhau, kết hợp cùng với con heo dầu Pando Blitz 2 bit đối xứng đi cùng với đĩa Cover tạo nên cái sự sang chảnh hầm hổ hơn cho cái chiếc Quado độ. Cả hai nhân vật chính cho cái dàn chân đều không dành cho những chiếc Quado trên 10 nên người chủ phải đặt làm thêm một cái đất lòng và cái bát heo. Hai thở ở dòng chương bình cái bộ 4 Ross chính hãng của nhà Levin sản xuất hiện nay có mức giá thành khoảng là 13 triệu đồng cây, nhưng cái phiên bản năm 2007 là nước dân ngoài còn đẹp chưa sơn lại thì có thể lên tới tầm là 16 đến 17 triệu đồng là chuyện rất bình thường. Mẫu bôn này đã bị ngừng sản xuất rất lâu nhờ vào ra đời của những cái chiếc Quado Blitz mà em ấy hot trở lại. Trong chương mình cây phục Holden mình dầu rời phía sau, đây là một trong những điểm nhấn vô cùng quan trọng tôn vinh cái vẻ đẹp của con xe. Với cái phiên bản bình dầu nằm trên này, người chơi phải chấp nhận khoét dàn rộng, khoét cái dàn áo rộng tí xíu để cầm xe không cạc cấn khi lắp cái phục. Nói cái lời chia tay với cặp mâm nguyên bản, người chủ chi mạnh tay hơn để tạo ngay một cái cặp mâm power to lớn, hầm hổ hơn, được sản xuất dành riêng cái dòng tay ga, đi có thể tự ứng dụng, tháo lắp dễ dàng, ít chế giáo nhưng mất giá thành phải chăng. Cảm ơn các bạn đã nhận được này, tiếp nhớ like và subscribe.